chương trình cuối tuần cùng rất là trải nghiệm là chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây từ 19 đến 21 giờ. Chương trình luôn có sự tham gia của hàng ngàn nghệ nhân đến từ hàng trăm buôn làng Pana, Gia Lai của 17 huyện thị xã thành phố. Chương trình đêm nay được thực hiện bởi các nghệ nhân Pana đến từ huyện Đắk Lắk tỉnh Gia Lai. Các nghệ nhân của chúng tôi hơn 40 người đã di chuyển lên đầu đường này cùng lúc và tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo. Và các nghệ nhân đang di chuyển dọc theo hè phố đường Hai Bà Trưng để trở lại với sân khấu Cỏ Xanh phục vụ quý vị và các bạn từ 19 đến 21 giờ. Của mình còn có đuôi nữa. Chúng ta thấy một bạn trai có gương mặt rất là chúng tôi phải dùng từ gì thì rất là ghê và nhưng mà rất là giỏi ở trong cái việc đi cà kheo. Một lát nữa thì quý vị cũng có thể thưởng thức hay là trải nghiệm món đi cà kheo này. Nói rồi cũng chính là lời chào của những người Pana đôn hậu đến tất cả quý vị, những người luôn ủng hộ đồng hành cùng công chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Trong suốt hơn 2 năm qua, Na, những người sống ở một vùng đất xa xôi đã lên đây từ rất sớm để chào đón quý vị, để phục vụ quý vị từ 19 đến 21 giờ đêm nay trong chương trình công chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Chúng tôi đã thấy hàng trăm chiếc điện thoại đang quay phim, chụp ảnh hoặc live stream. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị, những người đã và đang mang những hình ảnh thân thương của quê hương chúng ta đến với mọi miền trên đất nước, thậm chí xa hơn là cả nước ngoài. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, những người luôn chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi, những người luôn mang những hình ảnh của Gia Lai đến với khắp mọi nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là buổi tối hôm nay. Vâng, đây là đoàn nghệ nhân Pana đến từ xã Giang Bắc, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Thank you.
biệt chúng ta. Đây là một điều đặc biệt đặc trưng của váy phố, váy của phụ nữ Ba Na. Quý vị cũng có thấy nam người Ba Na mặc áo đồng diện bằng màu tràm, màu xanh dần lên, và áo là có một cái lỗ để chui vào và thường gọi là áo lõm. Bên đó hố thì họ cũng cuốn một cái ngọn gà. Quý vị có thể phân biệt hố của Ba Na ra các hố của người Ba Na thì sẽ không có tua rua, hố của người Ba Na họ sẽ có những cái tua rua để quý vị có. Và những cái khăn khăn hoa mà họ đang cuốn lên người thì đây là những dịp đặc biệt, dịp lễ hội. Kính thưa quý vị thân mến, như thường lệ, ban tổ chức có đặt một chiếc gùi nhỏ có dòng chữ ủng hộ nghệ nhân ngay tại vị trí trung tâm sân khấu phía trước cây nêu. Nơi đây quý vị có thể ủng hộ cho các nghệ nhân bằng cách đặt tiền vào chiếc gùi này, và toàn bộ số tiền này sẽ được dành tặng cho các nghệ nhân ngay sau đêm diễn ngày hôm nay. Từ đầu chương trình cho đến bây giờ đã có rất nhiều quý khán giả ủng hộ cho các nghệ nhân qua hình thức này, và xin thay mặt cho các nghệ nhân gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của quý vị rất nhiều.